Hi, xin chào các bạn. Thì clip trước mình đã làm về cái chủ đề phẫu thuật cho em Ngân Long. Mình đã phẫu thuật cho em Ngân Long về cái vấn đề mà bị hở mang ấy các bạn. Thì mình mới phẫu thuật từ hôm qua thôi. Hôm qua là hôm chủ nhật mình phẫu thuật, thì hôm nay là hôm thứ hai. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái kết quả của nó như thế nào. Thì để phân biệt được cái sự khác biệt giữa lúc mà trước khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật, thì các bạn xem cái clip trước của mình nhé. Các bạn xem thật kỹ cái clip trước của mình, xem là cái mang bên tay bên phải của con cá Ngân Long của mình nó bị hở như thế nào. Thì sau một ngày phẫu thuật thì cái mang của con cá nó sẽ như thế nào. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây là mang bên trái. Mang bên trái là mang bình thường, các bạn thấy không? Đây nó bình thường như thế này. Đấy. Thì đây cho các bạn xem cái mang bên phải đây. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy được cái vết cắt, vết phẫu thuật của mình nhá. Vết cắt ở trên mang con cá, vết phẫu thuật. Mình cắt như thế nào thì xin mời các bạn xem cái clip trước của mình ấy. Clip trước của mình thì sẽ biết được mình cắt nó như thế nào. Thì bây giờ các bạn thử xem kỹ cái phần mang của nó này. Mang bên phải nha, đây. Cái con này che mất, đây. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, khi nó mở, khi nó thở ấy, nó mở cái mang ra và nó đóng lại. Thì cái đầu, cái đuôi của cái mang ấy, nó đã được khép kín lại so với cái mình. Khi nó hở ra, các bạn bên trái này, các bạn nhìn đây, các bạn nhìn bên trái này. À đây, nó bơi gần lại này. Đấy, các bạn thấy không, bạn thấy không? Bên đây, bên phẫu thuật đây này. Đấy. Khi nó thở ra thì bắt đầu nó cúp lại, thì cái đầu, cái đuôi mang ấy nó được ép sát vào trong cái mình của con cá, nó không bị hở nữa. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ở phía trên của nó. Phía trên của nó thì nhìn nó dễ hình dung hơn. Đây, phía trên của nó thì các bạn nhìn thấy hai cái mang của nó đều nhau rồi. Đây, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn kỹ hai bên mang nhé. Đấy. Các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy được cái vấn đề nó khép mang. Nó đều, hai bên mang nó khép đều nhau. Nó không còn hở như trước nữa. Đấy, cái mang bên phải nhé các bạn nhìn kỹ cái mang bên phải ấy. Các bạn để ý ở cái đuôi mang ấy, thì lúc mà chưa phẫu thuật thì khi mà nó thở thì cái đuôi mang nó lúc nào nó cũng bị hở. Đấy, thì đây là, thì lúc mà sau khi phẫu thuật thì nó lại trở lại bình thường, nó lại khép được lại, nó không bị hở nữa. Đấy, các bạn nhìn kỹ này, nhìn kỹ bên trái là một cái mang bình thường nhá, bên trái là cái mang nguyên bản của nó bình thường. Còn bên phải là cái mang bị kênh mang và mình đã phẫu thuật. Thì bạn nhìn xem hai cái mang của nó thở, khi nó thở thì nó đều nhau rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, cái đuôi mang nó được khép lại. Đấy, thì các bạn muốn biết được cái sự khác nhau giữa cái vấn đề hở mang và trước khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật, thì các bạn phải xem kỹ cái clip trước của mình ấy. Xem kỹ cái clip trước của mình thì các bạn sẽ thấy được cái vấn đề mà hở mang của nó hở rất là to luôn các bạn ạ. Phẫu thuật mang này thì mình thấy cũng đơn giản lắm, mình chưa làm bao giờ nhưng mà mới làm lần đầu tiên. Nên là sau một ngày thôi thì nó đã khắc phục được như này, thì mình thấy là nó khá là ok các bạn. Đấy. Đấy, các bạn thấy con cá rồng của mình nuôi nó từ nhỏ ấy, nên là nó sẽ quen với cái tính cách của mình rồi. Các bạn xem ở clip trước ấy, thì các bạn sẽ thấy là mình bắt con cá rồng này hoàn toàn bằng tay, chứ không dùng bằng bao ni lông để lùa nó vào trong giống như là mọi người bắt nha. Thật
thực tế mà nói là mình bắt cái kiểu này ấy, bắt cái kiểu của mình nó hơi thô bạo ấy. Nếu như một con cá rồng khác mà bắt kiểu như vậy nó sẽ nhát ngay. Nhưng mà con cá rồng của mình thì không bao giờ nhát. Mình bắt nó bằng tay bình thường, mình phẫu thuật nó xong mình thả vào. Và mình hiện tại cái bể của mình đang nằm ở giữa nhà luôn, không che đậy mặt nào hết. Nên là nó đã quen tất cả các hoạt động rồi. Nên là không có một cái động thái nào hay là một cái hoạt động nào mà để cho nó phải trở thành một con bị nhát cả. Nên là bây giờ nó rất là dạn các bạn. Mình quay sát này. Đấy. Thì đây là cái kết quả mà của cái kết quả của cái vấn đề mà phẫu thuật mang sau một ngày các bạn nhé. Sau một ngày thôi. Đấy. Đây các bạn nhìn xem cái hồ này, cái hồ của mình này. Nó nằm ở giữa nhà luôn. Đấy. Giữa nhà. Cái đường đi lại này các bạn thấy không? Đấy, đường đi lại đây, nó nằm ở giữa nhà. Không có một cái gì để che hết. Nên là mình đào tạo cho nó là nó phải đối diện với sự thật và tất cả những cái vấn đề mà nó phải chịu tác động, nó phải làm quen hết. Mọi hoạt động của ngôi nhà này như thế nào thì vẫn diễn ra bình thường và nó phải là chịu làm quen. Nhà mình có cả trẻ em nữa nên trẻ em cứ lô đùa bình thường, thậm chí sờ tay sờ chân lên cái hồ này vẫn bình thường và nó vẫn chịu được. Ok. Và bây giờ thì nó không nhát đâu, nhưng mà thỉnh thoảng bây giờ có một cái hoạt động nào nó bất ngờ ấy, thì đương nhiên là con cá giật mình. Người kể cả người mình cũng vậy thôi, có một cái hoạt động gì bất ngờ thì người mình cũng giật mình, chứ đừng nói là con cá. Nhưng mà giật mình xong là thôi. Đấy, thì hôm qua mình bắt nó bằng tay, mình phẫu thuật nó thì xong rồi thì lại thôi, thả vào thì nó lại bình thường các bạn. Đấy, cho các bạn xem kỹ cái kết quả sau một ngày mình phẫu thuật này. Đấy, cái mang này, mang bên phải này, đó thế các bạn thấy không? Đấy, nó đã được khép kín lại đấy. Mỗi khi nó thở ấy, xong nó thở xong nó cái đuôi của nó được khép kín lại. Và bây giờ cái vấn đề mình đang chờ đợi ở đây ấy, đó là những cái vết cắt của mình ấy trên mang ấy là nó sẽ liền lại, từ từ nó sẽ liền lại là ok. Bởi vì đây thực ra đây là những cái mô cơ mềm đấy các bạn, không phải là phần xương. Nó là mô cơ mềm nên là khi mà bị cắt ra thì nó cũng sẽ liền lại thôi. Nó cũng dễ mà mọc lại thôi chứ không vấn đề gì cả. Giống như vết thương của mình mà. Nó vẫn đẹp bình thường nha các bạn. Đây là mang bên trái, mang nguyên bản. Quay ra đây đi con. Đây là mang bên phải, mang phẫu thuật đây các bạn này. Đấy, mang phẫu thuật đấy. Ok. Thì các bạn xem kỹ ở cái clip trước ấy, thì mình có làm phẫu thuật con này ấy, thì nó có một cái hiện tượng mình chia sẻ lại này. Là trước khi mà mình sợ con này nó đói. Bởi vì mình sợ là khi mà phẫu thuật xong ấy, nó đau thì nó sẽ bỏ ăn mấy ngày. Nên là mình sợ nó đói các bạn. Nên là mình cho nó ăn trước. Mình cho nó ăn 3 con sâu với cả một miếng tôm. Cuối cùng là ăn xong, ăn no lê xong bắt đầu mình mới gây thuốc mê mình phẫu thuật. Thì khi mà phẫu thuật đấy, bắt đầu cái thuốc mê nó làm cho nó bị say. Nó bị say mềm ra. Xong bắt đầu nó khó chịu, nó ói mửa, nó giống như là một cái người mà người đàn ông mà nhậu xong ấy bị ói mửa trong nhà vệ sinh ấy. Ôi khủng khiếp. Nhìn cái chậu nước y chang cái người mà đi nhậu về bị ói. Các bạn thấy không? Đấy, thì mình suy nghĩ ra một cái rất là hay. Từ một cái vận dụng đó mình có thể là suy nghĩ áp dụng theo cái trường hợp như thế này, thì các bạn xem xét xem có hợp lý không. Nếu như mà cái trường hợp mà con cá nó bị sình bụng ấy, nó bị sình bụng tức là nó đang đầy bụng bên trong, thì có khả năng là mình dùng cái thuốc mê đấy, mình đánh mê con cá đi, và nó cũng khó chịu và nó cũng ói mửa ra và nó đẩy hết tất cả ở trong bụng ra, thì có khi như vậy, chính như vậy nó lại cứu được cái bệnh mà cá sình bụng các bạn ạ. Thì trong cái quá trình mà mình thí nghiệm mình phẫu thuật cái con cá ngân long albino này ấy, thì mình mới phát hiện ra cái điều đó. Thì mình suy nghĩ là mình có thể là sắp tới mình sẽ ứng dụng cái việc đó để vào cái việc chữa cho con cá mà bị sình bụng các bạn. Thì nếu như mà bởi vì con cá mình bây giờ chưa có con nào bị sình bụng, nhưng mà mình
mình đấy là một cái biện pháp để mình có thể là mình áp dụng sau này nếu như mà gặp trường hợp mà con cái bị sình bụng. Thì nếu như mà có một con cái bị sình bụng thì mình chắc chắn là mình sẽ làm thử và thí nghiệm bằng cái phương án này, và mình sẽ quay lại clip để chia sẻ cho các bạn xem kết quả nó như thế nào. Đấy. Thì vô tình đôi lúc mình làm việc này nhưng mà vô tình sẽ nảy sinh ra một số những cái ý tưởng cho cái những cái việc khác. Thì cái việc mà con cá này, con cá ngân long này nó ói mửa khi mà bị say thuốc ấy, là cũng là một cái ý tưởng để mình nghĩ ra để mà chữa cho cái con cá mà bị sình bụng. Nên là đôi lúc cái việc bất ngờ lại nó lại mang đến hiệu ích. Và mình sẽ chờ đợi một con cá nào bị sình bụng và mình sẽ thí nghiệm cái việc đó. Thì các bạn thấy không? Nó rất là nhanh luôn. Chỉ cần một ngày mình phẫu thuật xong mà nó có thể là nó đã hồi phục được cái vấn đề mà bị hở mang. Đấy, các bạn nhìn kỹ xem cái mang của nó đã khép lại rất là giống như là nguyên bản ở bên mang trái. Hiện tại mang phải nó khép lại y như bên trái luôn. Đây các bạn nhìn này, mang bên trái này. Đấy, nó khép này. À, khi nó thở ra đó, thì cái đuôi mang ấy, nó được ép lại vào bên hông. À, thì các bạn nhìn kỹ bên phải này, nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà nó có những cái vết cắt, các bạn thấy không? Nó tưa tưa giống như cái giải quạt ấy, mình cắt dọc ấy. Đó. Thì ok, thưa các bạn, là đây là cái clip này mình chia sẻ cho các bạn về cái kết quả mà mình đã phẫu thuật thành công cái vấn đề mà hở mang cho con cá ngân long albino. Clip trước mình chia sẻ cái chi tiết về cái cách phẫu thuật của mình, phẫu thuật như thế nào. Thì các bạn muốn xem chi tiết thì các bạn hãy tìm trong YouTube của mình để xem kỹ cái clip mà mình phẫu thuật cái con này nhá, con cá ngân long albino này, phẫu thuật về cái vấn đề hở mang. Còn clip thứ hai này là mình chia sẻ cho các bạn về kết quả của nó, kết quả của việc phẫu thuật đó. Thì kết quả cuối cùng của nó là thành công rực rỡ các bạn ạ. Nếu như mà các bạn nuôi đam mê ấy, thì cứ thử nghiệm đi. Con cá của bạn mà nó bị thì các bạn cứ thử nghiệm đi. Nhưng mà mình chú ý cho các bạn một điều rằng là cũng tùy thuộc vào cái thể trạng của mỗi con cá nhé. Mỗi một con cá nó có một cái thể trạng khác nhau. Không con cá nào giống con cá nào. Y như con người của mình cũng vậy. Mỗi người có một thể trạng khác nhau, không thể nào so sánh với người này với người kia, và con cá này với con cá khác. Tùy vào sức khỏe của từng con cá mà bạn nuôi, bạn hiểu nó nhất và bạn đưa ra cái phương án tối ưu nhất để mà quyết định cho những cái phẫu thuật hay là một số những quyết định mà bạn sẽ làm trên con cá. Thì cái việc phẫu thuật mang con cá này và cái việc mà gây mê cho con cá thì mình chưa bao giờ làm. Thì đối với trên thân con cá albino này là lần đầu tiên mình làm các bạn. Về cái việc gây mê thì mình cũng đã thí nghiệm và ok thành công. Mình cũng đã thực hiện thành công. Đấy, cái việc phẫu thuật mang mình cũng thí nghiệm và cũng thành công. Các bạn chú ý một điều, cái việc gây mê nhá. Cái việc gây mê nó cực kỳ nguy hiểm. Nếu như mà con cá của bạn ấy mà thể trạng yếu ấy mà bạn không chú ý đấy thì cái thuốc gây mê nó cực kỳ độc và nó làm cho con cá nó bị không hồi phục được đâu. Nó bị té xỉu và nó không thể hồi phục được. Còn những con cá mà nó thể trạng nó tốt ấy, thì các bạn xử lý nó dễ lắm. Nên là khi mà thử cho đánh thuốc mê vào ấy, thì các bạn phải cho thật từ từ. Thời gian lâu cũng được, đừng cứ gấp gáp nha. Bởi vì các bạn cho vào nhưng một thời gian sau nó mới xỉn. Thì các bạn tưởng nó chưa xỉn, các bạn tăng cái liều lượng lên ấy, thì đến lúc mà nó xỉn thì nó xỉn quá là nó sẽ không hồi phục được, nó chết ngay. Cấp cứu không kịp ấy, quá liều ấy. Nên là các bạn phải đánh thuốc, phải đánh từ từ, thật từ từ thôi. Các bạn xem con cá của bạn nó có khỏe hay không, hay là nó yếu hay nó nhác hay nó như thế nào để đưa ra một quyết định phù hợp. Ok, clip này thì mình sẽ tạm dừng ở đây. Bởi vì thời lượng phát sóng quá hạn, nên là mình sẽ tạm dừng cái clip chia sẻ kết quả của cái việc phẫu thuật hở mang trên cơ thể con ngân long albino của mình. Sắp tới thì có những chủ đề khác mới lạ hơn, bổ ích hơn thì mình sẽ quay và chia sẻ cho các bạn sau. Còn clip này chia sẻ về kết quả của con albino phẫu thuật mang mình sẽ khép kín ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.